Vâng, hôm nay đã là ngày mùng 5 Tết, cũng là ngày nghỉ cuối cùng của dịp nghỉ Tết. Đây cũng là thời điểm mà người dân bắt đầu trở về thủ đô, chuẩn bị cho ngày đi làm vào đầu năm mới vào ngày mai. Lượng người di chuyển về thủ đô lớn, nên tại một số cửa ngõ thủ đô cũng diễn ra tình trạng ùn ứ. Dự kiến lưu lượng hôm nay sẽ tăng 7 lần so với hôm qua. Ngay trong chiều tối qua, hướng giao thông từ trạm thu phí km 188 về Hà Nội đỏ rực đèn pha của các phương tiện. Càng về tối, lưu lượng ô tô hướng về Hà Nội càng lớn, khiến cho đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ bị ùn tắc kéo dài hàng km với hàng nghìn ô tô nối đuôi nhau. Trên quốc lộ 1A cũ, lưu lượng giao thông tăng cao cộng với việc một số phương tiện tránh đường cao tốc đi vào nên cũng gây ra ùn ứ tại một số điểm. Tại các bến xe liên tỉnh như là Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm và ga Hà Nội, lượng phương tiện và người cũng tăng cao hơn những ngày trước đó nhưng không ùn tắc.